បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹង Channel សំចម្រើនជាបន្តថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកវិធីនៃការ insert video ចូលទៅក្នុង YouTube ហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើវីដេអូជាលក្ខណៈខ្លួនឯងដើម្បីយកមក insert ក៏បានឬក៏ download ពី YouTube ក៏បានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញពីមេរៀនមុនមេរៀនទី17និយាយពីការ insert ទៅចូល insertហើយចូលទៅក្នុងវីដេអូដែលមាន3 from file from website ឬក៏ YouTube ហើយនឹង clip art ហើយ clip art នេះគឺងាយស្រួលសម្រាប់យើងទេនៅពេលដែលយើងចូលទៅលើ clip art វានឹងបង្ហាញនេះជា clip art ដែលយើងចង់រើសវីដេអូឲ្យផ្សេងមកណាហើយ search មកនេះជាប្រភេទជាវីដេអូឬក៏អីយើងអាច insert បានបាទហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង website ហើយតើតើជាមួយនឹង website insert embed code នេះមកចូលនៅក្នុងហ្នឹងគឺសម្រាប់ Office 2010វាអត់ support ទេតែបើ2016វាបាន support មធ្យោបាយដែលយើងអាចយកពីក្នុង YouTube នោះបានខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបនៃការយក video អញ្ចឹងយើងធ្វើ insert ដូច video ទី1អញ្ចឹងតានេះ video from file មានន័យថាយើង download យក video មកទុកក្នុង computer ឬក៏ក្នុង file របស់យើងហើយយើងទាញពីក្នុង file មកវិញអញ្ចឹងមធ្យោបាយនៃការយកគឺលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង website មួយដែល website នោះមានឈ្មោះថា savefrom.net អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏លោកអ្នកអាច copy link ពីក្នុង YouTube មកណាហើយចូលទៅក្នុង website របស់ខ្ញុំ bstart នេះ bstart.tk ចុចមកចូល bstart.dk នេះមេរៀនទី17និយាយពី insert video ណាជាលក្ខណៈ from file នេះ video មកហើយលោកនេះអាចចូលមកហើយមើលមេរៀនផ្សេងៗទៀតតាក់ទង tutorial នេះ excel word powerpoint អីចឹងទៅ sps នេះចូល excel ខ្ញុំ download file excel មួយយកមកបង្ហាញហើយចូល continue read មកមើលមានអីខ្លះនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងយើង play ណាបិទសំឡេងហើយមួយទៀតយើងអាចចូលទៅក្នុង YouTube តែម្ដងឬក៏នេះគាត់ណារ៉ៃឃ្លីកមក copy video URL ហ្នឹង copy មក copy រួចយកមកដាក់នៅក្នុងនេះសើចមើលនេះមកហើយហើយបន្ទាប់ពីវា search វាឃើញឲ្យ download ជាលក្ខណៈMP4 ប្រភេទជា7 20គុតមេឬក៏ជាប្រភេទជា MP3 អញ្ចឹងចុច download នេះរត់អូតូមតិចនៅខាងក្រោមនេះវារត់ចូលមកហើយបាទ thank you for using our service មួយទៀតលោកអ្នកបើសិនជាអត់ចូលតាម savefrom.net ទេលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង Google វាយថា converter YouTube to MP3 ឬក៏ MP4 អញ្ចឹងចូលទៅក្នុងនោះមករួចលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងនេះចំណុចនេះនេះ website ជា website ដែលយើងអាចយកមក download ហើយ copy link ពី YouTube យកមកបានដូចគ្នាយើងអាចយកជា MP3 ក៏បានយកជា MP4 ក៏បាននេះ open in new tab ទៅណាអញ្ចឹងក៏បាននេះជាលក្ខណៈflow2.biz នេះក៏បាននេះ mp3converter.net នេះក៏បានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកនេះបើក file ហ្នឹងនេះឬក៏ file ឲ្យផ្សេងណាចូលទៅក្នុងហ្នឹង video ដែលចង់ download យកមកដាក់ជុកទៅក្នុង slide អញ្ចឹងយើង download video ហ្នឹងឲ្យហើយហ្នឹង play ទៅហើយ right click នេះ copy video url at current time ឬក៏ you copy video url អញ្ចឹងជា address របស់ video ហ្នឹងអញ្ចឹង copy មកហ្នឹង right click យើង copy មករួចយកមកដាក់នៅក្នុងនេះនេះហើយ paste នេះ copy មក paste នៅក្នុងហ្នឹងមក control v នេះនេះក៏ដូចគ្នា control v copy មក start នេះរងចាំវាដើររហូតដល់ 100% យើងអាចប្រើតាមវិធីសាស្ត្រហ្នឹងក៏បាន online video converter ណា 100%100% ហើយវាចេញមកនេះឲ្យយើង download ចំនួន10 មេ download and convert again ណា
chị âm phí sri anh chị lạc cái âm phí sri bà hai cái dương ai download chị âm phí phô mà này hay mùi tiết đi đôi khi nè có phê chị âm phí sri thì cái dương sri vô âm phí phô nè à phan môn cái chân của ai cho bàn đấy lúc nè về môn kê convert copy hai cứ sri vì mà chị bập phê âm phí sri ô dô mấy nè âm phí phô có bán chân đôi khi nè rồi chọn start start rong chạm rồi đã chạm rồi hãy download download về rồi chỗ là trang nhóm này nè file location nơi nè Microsoft Excel people làm how to calculate được nông download ok chẳng bàn video nâng hơi dân chỗ được nông nè vĩnh rồi chọn màu in the video from file chỗ nông download nè đại dân bàn download bàn mình Excel Microsoft people làm rồi chọn insert ban insert hai dương mà đó lý khi dương chạp làm ô tiền tạm tụ hôm đại dương chọn bàn và tiền được nghĩa ô tiền được nghĩa và nè bán bật xâm lệnh nhưng bật xâm lệnh nè video tutorial được những channel hoặc nhóm bán nè Excel và dựng bàn file Excel màu ok chẳng mũi tiết dựng ai nè để tông cho mình được file được ảnh ní nữa dựng ai sẽ rề dựng ai sẽ rề lên nắng trong bàn lươn trong dư mơ lâm xa cái lại nè dựng ai khá bàn ý giá error bàn bà cho start cho bà file rồi dựng ai sẽ rề nếu không nó nằm bây sẽ rề dựng ai cho tôi không playback cho playback nè trang chung này ní chọn từ lớp stream video chọn lớp stream video nè và này những ai cắt này tí tới và này tí chụp pin này tí ná đòn này tí ná nè những bộ rùm vía tục tập lâm xa để kết thai dương ai ni bán nè sẽ thì tới mà này ti này ti ti môi này ti ti pi lo đặt này ti ti và màn cắt với tới dương ai play bàn play kết tâm một kết được rồi rồi hai dương ai chọn ok ok chấn video này việc cắt cả là play à nè play nè dẫn dừng dừng khà dừng ấy màu rối cắt và đỏ tiền còn mới dừng ai sẽ để tôi làm lấy đã hai volume phải bàn cụ thể hay chụp lại mới tiết kỳ dừng ai sẽ để trăng nè start on click chỉ tôi tới dừng ai đã on click nhé nên bây để video nâng bạc mà dừng slide cho mà đó thì đã ở việc click dừng click luôn dừng mà chẳng mọi việc auto play thì chẳng automatic automatically nâng miền này thảo ở việc play đó ai nó bị để slide nhưng mà đó là việc play liền, ở việc lên liền. Tại dương ở đây chỉ tụ tới dương prà chỉ lạc nè, on click, nè, chỉ full play full screen, nè, hay while not playing, chẳng về hay và sân chỉ ở lên, ở việc hay vào việc bật, năng hay năng thu là tài tiện. Được chưa nè, lúc này underwater về thị sản đi, nghe sư đó, hay bởi dương download the right bị nông web máu ăn miền tây dân download được nóng website được nhóm bạn bằng hán rồi hới dân do mà đã tạm thọ mà đã chứ dân ai do bị website dân ai do bị Facebook dân ai do bị YouTube hãy download được nóng cam vị thị để miền được nóng đi ai chỉ cần vợ thở đòi prà bị cần lưu vậy thì cần vợ thở YouTube to MP3 rồi to MP4 download hãy do tạm rút ni mùi nè nghe sửa rứa cọ save from .net anh ấy chỉ tu tới cứ prà tầng ăn nó cứ chia file rứa cọ chia website được nhưng mà vô màu download video pi YouTube vô mà prà rứa cọ convert chia mp3 vô mà prà làm bài thử chia video làm bài thử chia clip xem xem chẳng lúc này ai prà về thì sao nấy chừng lẽ cả nãy nghe sửa bảo lúc này nông ca thử video mê riêng rứa cọ thử video thử bật bằng hai nhịp xem xem ba xong một cuốn xong cùng lại chọn subscribe cho channel và chấm ba tầm bay từ tu ban video thứ mấy và tao tiệt